Chúng ta cùng hát bài The Weather, thời tiết. Sau đây mời cả lớp chúng ta vào bài mới. Mời cả lớp chúng ta vào bài hội thoại. Look, listen and repeat. Mời cả lớp chúng ta chuyển sang phần 2, Point and Say, nhìn vào các bức tranh, hỏi và trả lời về thời tiết. Ngày mai thời tiết thế nào? Tranh A, các bạn có thể thấy là thời tiết sẽ lạnh và có tuyết. It will be cold and snowy.
Look here. Hot and sunny. Hot and sunny. What will the weather be like tomorrow? It will be hot and sunny. Bức tranh B. Thời tiết nóng và nắng. It will be hot and sunny. Nóng và có nắng. What will the weather be like tomorrow? C. It will be warm and stormy. C. It will be warm and stormy. Có nghĩa là thời tiết ấm và có bão. D. What will the weather be like tomorrow? It will be cold and crowded. Bức tranh D. It will be cool and cloudy. Thời tiết mát mẻ và có mây. Rất tốt, các bạn đã đọc xong phần hỏi và trả lời về thời tiết. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Các bạn nhìn vào phần hỏi và trả lời thì các bạn thấy là người ta đưa ra cái mẫu hỏi là What's the weather like today? Là thời tiết hôm nay thế nào? Và chúng ta sẽ trả lời thời tiết thực tế của ngày hôm nay is cộng với thời tiết và cộng với cái độ nhiệt độ như thế nào đó, ấm hay lạnh gì đó. Và mẫu số 2 là What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Và mẫu trả lời là it will be cộng với tình trạng thời tiết và cộng với cái tình trạng nhiệt độ ấm lạnh nóng như thế nào. Nó chỉ khác nhau ở cái mẫu 1 là what's the weather like today, tức là hỏi về thời tiết hôm nay, và mẫu số 2 là what will the weather be like tomorrow, tức là hỏi về cái mẫu thời tiết về ngày mai ở cái thì tương lai đơn ấy. Ok, let's next. Okay, let's talk. Ask and answer questions about the weather. Ask and answer questions about weather. Look here. First, today. Look here. And the second one, tomorrow. Today and tomorrow. What's the weather like today? Today. It's cold and cloudy. It's cold and crowded. Ví dụ như thầy Isaac nói là hôm nay thời tiết thế nào? Thời tiết hôm nay lạnh và có mây. Cold and cloudy. Tomorrow. Còn ngày mai? Tomorrow. Thì thầy sẽ hỏi là What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai thế nào? Cold. Tomorrow. The weather, it will be stormy and cloudy. Thầy có một lấy một cái ví dụ là it will be stormy and cloudy, có nghĩa là có thể sẽ có bão và có mây. Rất tốt, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Let's go. Phần tiếp theo là phần giao bài tập về nhà. Thì sau đây thầy sẽ gửi một cái file bài tập về nhà và các em sẽ làm ra vở, sau đó nộp lại cho thầy, thầy sẽ chấm. Bài học của đến đây là chúng ta là tạm dừng. Goodbye and see you next time.